Sáng ngày 15 tháng 12, Trung tâm Chính trị quận phối hợp với các ban xây dựng Đảng quận ủy tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 41, tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban tuyên giáo quận ủy, Ban tổ chức nội vụ quận, Ban dân vận quận ủy. Tham gia lớp bồi dưỡng đợt này có 57 học viên là các đảng viên dự bị đang sinh hoạt đảng tại 19 chi đảng bộ trực thuộc quận ủy. Dự kiến thời gian học tập kéo dài trong 7 ngày. Các đảng viên được học tập nghiên cứu thảo luận 10 chuyên đề theo giáo trình do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn. Nội dung được chỉnh lý bổ sung cập nhật theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, hướng tới mục tiêu phát huy ý chí tự lực tự cường, xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc. Cùng với đó, các học viên cũng được truyền đạt thông tin chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị là dịp để các đảng viên tiếp tục trau dồi kiến thức lý luận cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở, vấn đề xây dựng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống để thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Đây là cơ sở để các đảng viên dự bị tiếp tục phấn đấu rèn luyện trở thành đảng viên chính thức.